Nè, cô Tô, thầy Trần, uống cốc trà sữa nha, món mà tôi thích nhất. Cảm ơn anh Thanh. Cảm ơn. Lạnh đó, cô không được uống. Tại sao tôi không được uống chứ? Cô không phải tới ngày rồi à? Tới cái gì? Sao anh biết vậy? Cô tự... Anh và cô Tô hôn nhau rồi à? Không phải như em nghĩ đâu. Là một tai nạn. Hôm đó anh không cho cô ấy ra ngoài, cô ấy cứ nhất định ra, nên là anh đẩy cô ấy một cái, rồi kéo cô ấy một cái, hai người liền ngã xuống đất. Rồi sau đó thần thần bí bí tìm anh làm gì? Cái này cho anh. Cái gì thế? Cuộc thi nhảy. Cậu muốn anh đi chương trình truyền hình thực tế về vũ đạo à? Anh lại không biết nhảy. Không phải anh, mà là đưa cho Trần Nghiêu. Đưa cho em ấy à? Em nghe nói các suất tham gia thi đấu đã đăng ký đủ rồi. Bởi vì em ấy có đề tài thảo luận nên ban tổ chức đưa thêm một suất nữa. Là do cậu dựa vào mối quan hệ để lấy chứ gì? Coi như là thế đi. Cậu quan tâm học sinh của anh như thế làm gì? Lẽ nào cậu muốn đổi nghề làm giáo viên? Chính bởi vì đó là học sinh của anh mà. Hả? Hả? Xuống đi. Đi đi. Không phải, làm gì vậy? Thằng nhóc thối, bị anh bắt được rồi nha. Chẳng trách hôm nay cứ ăn nói mọc mờ, còn muốn đuổi mình xuống xe nữa. Thì ra là có hẹn với người đẹp à? Cậu tiêu đời rồi. Hôm nay anh phải đem cậu xử tử ngay tại chỗ. Anh còn có khách, tôi về trước đây. Lâm Thanh Thanh, cái tên mất trí này, cậu có xứng với anh không hả? Trời ạ. À. Lâm Thanh Thanh, anh thấy cậu là con chó con đó. Lâm xinh đẹp, ta nói cho mày biết, bố của mày đúng là không phải dạng tốt đẹp gì. Cái giường đơn đã nói đâu, để tao ở căn hộ ghép, một mình ở một biệt thự to như thế này. Còn mày là ai nữa đây? Lâm Thanh Thanh, cậu như vậy mà lại giấu anh, nuôi thêm một đứa con trai. Anh đừng có như thế, hoa trương quá rồi đó. Ở căn hộ ghép không phải rất tốt sao? Anh bị ép buộc. Cậu không biết anh phải chịu bao nhiêu uất ức đâu. Anh phải tự mình lau nhà, còn phải tự mình cọ bồn cầu, còn bị khóa trái bên ngoài ban công nữa, còn có nụ. Còn chịu uất ức gì nữa? Chịu uất ức gì anh cũng sẽ không nói với động vật máu lạnh như cậu. Anh nói ra xem nào. Không nói. Cậu đã đánh mất anh rồi. Tránh ra, đồ đàn ông buông thả. Tinh Tinh, bác của con có vấn đề. Flato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar. Có chuyện gì mà còn gửi WeChat? Anh gõ cửa không được à? Lâm Thanh đã giúp Trần Nghiêu đăng ký tham gia một cuộc thi vũ đạo. Khi nào thi? Mấy ngày tới. Tôi lo sau khi em ấy tham gia, nếu thất bại thì sẽ thất vọng. Sự tự tin khó lắm mới được vun đắp lại bị sụp đổ. Có những ai biết? Không còn ai.
Vậy không sao. Chúng ta coi như là không biết. Để cho tình yêu đi cọ sát cũng là chuyện tốt. Chúng ta cần phải tin tưởng học sinh của mình. Vậy lỡ thất bại thì phải làm sao? Thất bại? Nếu thất bại thì chúng ta lại giúp em ấy tìm lại sự tự tin. Đâu có dễ như thế. Cô cũng giúp tôi tìm lại sự tự tin đi. Anh mà cần sự tự tin nè. Anh mà tự tin nữa là có thể sánh vai với mặt trời rồi. Có vẻ đúng là như vậy ha. Trần Yêu không có yếu đuối như anh nghĩ đâu. Em ấy chỉ là hơi nhút nhát chút thôi. Không sao đâu, yên tâm đi. Ừ. Được. Thầy Hướng à? Hả? Thầy chuẩn bị bài xong chưa? Tôi buồn ngủ rồi, chúc cô ngủ ngon. Thầy Hướng, sao anh giống như ông bố ở trước phòng đẻ vậy? Anh thì hiểu cái gì chứ? Một ngày làm thầy suốt đời là cha. Con đi thi đấu, cha già lo lắng không được sao? Có lý. Tôi đi đi lại lại cùng anh nha. Đừng mà. Anh đi lại làm tôi chóng mặt. Ngồi xuống. Ngồi đi. Chúc mừng bạn Trần Nghiêu, nhất minh kinh nhân, đã giành chiến thắng trong một cuộc thi lớn như vậy. Trần Nghiêu, phát biểu đi. Trần Nghiêu, phát biểu đi, phát biểu đi. Mau lên, phát biểu đi, phát biểu đi. Phát biểu đi, phát biểu đi, phát biểu đi. Vì nhận được sự động viên của các bạn trong lớp, em mới dám bước lên sân khấu tham gia thi đấu. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Tần Hàm, cả Viên Giả và Từ Nhất Xuyên nữa. Cảm ơn cô Tô. Cảm ơn thầy Hướng. Cảm ơn mọi người. Hay lắm. Nói hay lắm. Cô Tô, thầy Hướng, tối nay chúng ta ăn gì? Tôi không về cùng hai người, tôi có hẹn với Thanh. Nè, cô Tô, thầy Trần, uống cốc trà sữa nha. Món mà tôi thích nhất. Cảm ơn anh Thanh. Cảm ơn. Lạnh đó, cô không được uống. Tại sao tôi không được uống chứ? Cô không phải tới ngày rồi à? Tới cái gì? Sao anh biết vậy? Cô tự viết lên lịch mà. Tất cả giáo viên trong văn phòng đều biết. Ừ. Anh cũng biết hả? Ừ. Anh nói với cậu bao nhiêu lần rồi, anh không có ý nhớ chu kỳ kinh nguyệt của cô ấy. Anh chỉ vô tình nhìn thấy, và có rất nhiều người cũng nhìn thấy. Hơn nữa Lục Tam cũng nhắc anh khi ra ngoài phải để ý tới cô Tô, bởi vì con gái trong thời kỳ kinh nguyệt tính khí rất nóng, đặc biệt là cô Tô. Cậu không tin đúng không? Tin. Sao lại không tin chứ? Anh nói là những gì anh nói là thật. Tin hay không tùy cậu. Có phải anh có bí mật gì không? Bí mật gì chứ? Thầy Hướng, anh biết là anh không thể giấu chuyện trong lòng mà. Nhưng lúc em vẫn còn muốn nghe, anh không ngại thì cho em biết. Em còn có thể giúp anh phân tích và phán đoán. Bỏ qua cơ hội này sẽ không có cơ hội khác đâu. Anh và cô Tô hôn nhau rồi à? Không phải như em nghĩ đâu. Là một tai nạn. Hôm đó anh không cho cô ấy ra ngoài, cô ấy cứ nhất định ra. Nên là anh đẩy cô ấy một cái, rồi kéo cô ấy một cái. Hai người liền ngã xuống đất. Rồi sau đó. À, hóa ra là như vậy à? Vậy thì không sao. Không sao. Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá à? Không phải chỉ là tai nạn thôi sao? Nhưng đó là nụ hôn đầu. Cho nên bây giờ anh nhìn thấy cô Tô thì cảm thấy không thoải mái nữa, cảm thấy bối rối, không có khả năng để suy nghĩ về chuyện khác nữa. Đây chỉ là ảo giác về sự cảm động thôi, không phải là tình yêu. Là do tác dụng của hormone, phản ứng bình thường của cơ thể với nụ hôn đầu tiên. Vậy như thế nào mới là thật sự cảm động? Tóm lại là cảm động là một tính từ, rung động mới là động từ. Có gì khác nhau không? Ví dụ như cô Tô Kỳ là một cô gái khiến cho người khác cảm động, có đúng không? Nhưng điều này chỉ có thể cho thấy cô Tô có sức quyến rũ đặc biệt của riêng mình. Rung động thì sẽ khác. Lấy một ví dụ, cô Tô khiến thầy Hướng Đông Nam rung động. Anh tự nghĩ xem.
cảm động, rung động. Vẫn không hiểu, cậu rất thích hợp làm giáo viên dạy văn đó. Dân, lần trước cũng có người nói em thích hợp làm giáo viên. Có người? Ai vậy? Một người bạn. Chúng ta có tiếp tục bàn về chuyện này của anh không? Thảo luận chứ, tiếp tục. Cảm động. Anh không phải chỉ xác nhận em rốt cuộc mình có trúng mũi tên của Kobe hay không. Thật ra rất đơn giản, anh nhìn vào mắt cô ấy. Mắt là cửa sổ của tâm hồn. Chỉ có ánh mắt mới cho anh biết thế nào là rung động. Mắt cậu có ghen kìa.